Đấy, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Amitron của Mỹ nha cả nhà. Size của nó là 43.5. Đó, chạy cơ chế 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha. Niềng xoay nè. Dây nè. Độ mới là cực kỳ cao, hai khóa có khóa bấm luôn và khóa bảo vệ nha. Amitron của Mỹ. Mặt hai lồng có dạ quang là kim nha. Niềng xoay đó, niềng xoay có chức năng là giống như bấm giờ thể thao hoặc đếm ngược thể thao hoặc hẹn giờ đó nha. Con này tay 16 ok luôn nha. Đó, nguyên rin độ mới rất là cao luôn. Rồi em mời cả nhà nha.